thèm ăn thịt nướng. Đây là một câu chuyện có thật trong tuổi thơ của Kadokura Kichojiro. Bố Kichojiro đã đi làm về rồi đấy à? Vâng ạ, hai bác cũng vừa xong việc ạ. Hai bác cũng vừa xong, giờ về nhà sớm chuẩn bị cơm tối. Nhà con có thiếu gạo không? Sang bác cầm tạm một ít về mà dùng. Dạ cảm ơn hai bác, hôm nay con vẫn còn ít gạo nấu nốt cho tụi nhỏ bác ạ. Hy vọng thời gian khó khăn này sẽ sớm qua thôi, đất nước chúng ta sớm vực dậy được. Chắc chắn rồi ạ. Những ngày đầu hè 1951. Con mời bố mẹ và các chị ăn cơm ạ. Ừ, mình và các con ăn cơm đi. Cứ ăn cơm gạo mạch và dưa muối hoài thế này chán quá. Ngày mai mẹ nấu món khác cho chúng con ăn được không mẹ? Con không thấy nhà ta đang nghèo khó, bố mẹ phải làm lụng vất vả để trang trải cho gia đình mình. Từ đây về sau, bố không muốn nghe con nói những câu tương tự như thế nữa. Dạ. Kichojiro ơi, nhìn xem nè, chúng tớ có bánh thịt nướng ngon lắm, mùi thơm lừng luôn. Các cậu cho tớ một miếng với, tớ chưa được ăn bao giờ. Eo ơi, bánh thịt nướng mà cậu chưa ăn bao giờ á. Nhà Kichojiro nghèo lắm, nhà cậu ấy chỉ có gạo mạch và dưa muối thôi. Đồ nhà quê. Hôm nay Kichojiro đi chợ xách đồ cho mẹ nhé. Tân lệnh. Ôi, bánh thịt nướng kìa, thơm quá à. Và được ăn một chiếc bánh thịt nướng sẽ tuyệt biết mấy. Mẹ ơi, con có chuyện gì thế con trai? Sáng nào đi học các bạn cũng khoe là có bánh thịt nướng ăn, con thèm lắm, thật sự rất muốn một lần được ăn bánh, có được không mẹ? Nhà mình đang khó khăn, con cố gắng ít hôm đi, bố nhận lương mẹ sẽ mua cho cả nhà mình ăn nha. Nhưng con thèm bánh thịt nướng lắm, với lại con đã được học sinh giỏi rồi, mẹ cũng đã hứa con được học sinh giỏi sẽ được mẹ thưởng mà. Mẹ sẽ tặng cho con một phần thưởng khác. Giờ thì chúng ta về thôi nào Kichojiro à. Con muốn ăn bánh thịt nướng cơ. Bánh thịt nướng cơ. Đây là số tiền anh ứng lương, em ráng chi tiêu tiết kiệm cho đến cuối tháng nha. Vâng mình, em lo liệu được mà. Mình cứ yên tâm, mình vất vả quá rồi. Thôi thì cố dè sẻn để cho các con và chồng mình một bữa ăn ngon. Lâu lắm rồi cũng chỉ ăn cơm dưa muối và gạo mạch, tội cho tụi nhỏ. Thôi được rồi, Kichojiro đứng lên đi con, mẹ sẽ đi mua bánh thịt nướng cho cả nhà mình ăn nha. Thật ơn, mẹ mua bánh thịt nướng cho cả nhà phải không mẹ? Tệ quá à. Cô ơi, cho tôi 6 chiếc bánh mì thịt nướng nha. Dạ, của quý khách đây ạ. Chắc là ngon lắm đây. Mình ơi, anh về rồi. Về đến nhà gặp em và các con là bao nhiêu mệt mỏi trong anh tan biến hết. Thôi, anh đi tắm rồi ăn cơm cùng mấy mẹ con nha. Sao em lại mua những chiếc bánh mì thịt nướng này? Hoàn cảnh kinh tế nhà nước như thế nào em cũng rõ. Em mua bánh mì thịt nướng này thì sắp tới nhà mình nhịn đói à. Em có nghĩ tới hậu quả không? Nếu mẹ nói ra sự thật thì tất cả sự tức giận và nóng nảy của bố sẽ trút cả lên mình mất. Chỉ tại mình vòi vĩnh mà mẹ mới mua bánh. Em còn khóc nữa, cứ như anh đã mắng oan cho em vậy. Tất cả chỗ bánh sáng này em mang đi trả cho người ta đi. Chỉ vì mình mà mẹ bị bố trách mắng như vậy. Giá như mình không đòi hỏi thì đã không xảy ra chuyện như vậy rồi. Bố có hơi lớn tiếng. Bố xin lỗi. Thôi thì nhà mình cùng ăn bánh nha. Lâu lâu nhà mình ăn ngon một bữa. Được ăn hả bố? Đúng vậy. Nào, cả nhà mình cùng ngồi vào bàn ăn đi. Mẹ Kichojiro. Nào, mấy bố con ăn đi. Bánh ngon quá. Lâu lắm rồi cả nhà mình mới được ăn ngon như thế này ha. Bánh thịt nướng ngon quá à. Hương vị thật tuyệt vời. Ừ,
Tôi xin lỗi vì đã lớn tiếng với mình. Vì áp lực gánh nặng trên vai nên có đôi lúc tôi quá khó tính và nghiêm khắc. Mong mình hiểu. Tôi biết lúc chiều mình cố tình mua 6 chiếc bánh thịt nướng là mình nhịn phần mình cho bố con tôi. Mình vẫn luôn hy sinh như vậy. Sự âm thầm chịu đựng của mẹ khi gánh vác trách nhiệm cho những việc tôi làm đã in sâu trong trái tim tôi đến tận bây giờ. Điều đó luôn nhắc nhở tôi phấn đấu vượt qua mọi khó khăn để có sự thành công ngày hôm nay. Cô họa sĩ và chú mèo mù. Thời buổi này thật lắm chuyện khó tưởng tượng. Sao họ lại vô lương tâm đến thế chứ? Có chuyện gì vậy? Đây này, báo viết có người gây tai nạn rồi bỏ chạy. Ôi dào, em đọc mấy thứ đó làm gì cho mệt người. Tập trung sáng tác đi em gái. Anh ấy, đi đứng cẩn thận vào. Em thấy anh toàn phóng nhanh vượt ẩu thôi. Cười gì? Chẳng may, xảy ra chuyện gì là khổ cả mình, khổ cả người khác đấy anh ạ. Em đúng là bà cụ non. Lily ngoan, Lily đáng yêu của chị nè. Lan ơi, nhanh lên, không chậm xe bây giờ. Anh nhớ chăm sóc Lily giúp em cẩn thận nha. Biết rồi, suốt ngày mèo với hổ. Đi chậm lại anh, sao mà anh phóng nhanh thế? Nhanh không là muộn xe, đường vắng mà, em lo gì? Trời ơi, anh Na, con mèo nó bị thương rồi. Lan, chỉ là một con mèo hoang thôi mà. Đi nhanh lên, kẻo muộn chuyến xe của đoàn tổ chức. Một chân của nó không đi được nữa, tội nghiệp quá. Mèo ngoan, ngoan nha. Nhìn nó đi, nó không sao đâu. Chắc nó là mèo hoang, với lại anh chỉ đâm sượt qua nó một tí thôi. Em nhanh đặt nó xuống rồi đi nào. Nhưng anh còn nhớ bài báo hôm nọ, em bảo về người tài xế taxi gây tai nạn rồi bỏ chạy chứ. Mình đang hành động giống như một kẻ tội phạm vậy. Nếu là con người thì khác, đằng này nó chỉ là một con mèo hoang. Nếu em không đi ngay thì sẽ muộn xe. Và cuộc thi vẽ toàn quốc sẽ mãi chỉ là giấc mơ thôi đấy. Nếu chẳng may mèo Lily của em cũng bị người ta đâm xe rồi bỏ đi thì sao? Bây giờ anh đưa chú mèo này qua chỗ bác sĩ thú y của Lily nha. Còn em sẽ bắt taxi để đến chỗ tập trung. Sau đó nhiệm vụ chăm sóc chú mèo này là của anh cho đến lúc em về. Theo như lịch em bảo thì xe sẽ chạy trong 10 phút nữa. Bây giờ bắt taxi ra đó phải mất ít nhất 20 phút. Thôi xong rồi. Không sao, em sẽ chờ cơ hội khác. Còn bây giờ, anh em mình cùng đưa chú mèo này đến gặp bác sĩ thôi. Thì biết sao nữa. Này các cháu, có chuyện gì vậy? Thưa bà, hai anh em cháu đi xe máy. Chẳng may đâm phải chú mèo này khiến cho nó bị gãy chân. Bây giờ bọn cháu sẽ đưa nó đến gặp bác sĩ thú y ạ. Thế tôi có thể bế chú mèo một chút được không? Chú mèo đáng thương, Luna của bà. Vậy đây là mèo của bà sao ạ? Bọn cháu vô cùng xin lỗi ạ. Đây là mèo của ta, nhà của chúng ta ngay đây thôi. Thật ra Luna từng bị tai nạn khiến cho gãy chân cách đây một năm. Thật vậy sao ạ? Nhưng cháu có cảm giác đâm phải vật gì đó cơ mà. Có lẽ hai cháu đã đi quá nhanh và đâm phải viên gạch kia rồi. Chẳng may con mèo của ta lò dò ở bên cạnh. Khổ thân, chắc nó sợ hãi lắm đây. Lúc đó mà đi luôn có phải là kịp chuyến xe không? Em đúng là... Thế các cháu định đi đâu à? Vâng ạ, em cháu đã lỡ mất chuyến xe để đi theo đoàn đến với cuộc thi vẽ. Ồ, có xa không cháu? Dạ, phải hơn 100 cây số bà ạ. Mà đó lại là vùng đèo núi heo hút, không có xe khách lên. Vậy thì có khó gì? Nhà ta có xe, ngay bây giờ ta sẽ nói chú tài xế của ta đưa cháu đi. Cháu cháu xứng đáng nhận được món quà này vì tấm lòng nhân hậu của mình. Cháu gái đáng yêu ạ. Dạ, cháu cảm ơn.
chiếc vé đặc biệt. Ba ơi, ba! Có chuyện gì mà có vẻ hào hứng thế kia? Ba ơi, nhìn này! Con muốn đi xem xiếc hả? Ba cho con đi xem nha. Vào cuối tuần con được nghỉ học, mà chỉ có một đêm duy nhất thôi. Nhưng con trai à, giá vé chẳng rẻ chút nào. Tận 5 đô la. Ba cần một người cho ngựa ăn và dọn chuồng ngựa. Mỗi ngày làm thêm là 1 đô la. Con có làm được không? Dạ, được ạ. Vậy là từ giờ đến cuối tuần, con sẽ đủ tiền mua vé vào rồi. Vậy là đủ 5 đô la. Mình háo hức quá. May là được đi xem xiếc rồi. Vui quá. Em nhìn kìa. Trong kia chắc là vui lắm. Không biết trong kia có gì nhỉ? Em cũng không biết nữa. Em hồi hộp quá. Lần đầu em được đi xem xiếc. Thích quá đi. Ừ. Bố mẹ phải bán 2 con gà Tây để đưa chúng ta xuống thị trấn đấy. Anh chỉ cần mấy vé? Cho tôi 2 vé trẻ em và 2 vé người lớn. Của anh hết tất cả 24 đô la. Em dẫn các con ra ngoài chờ anh chút nhé. Có chuyện gì vậy ba? À, không có gì đâu. Có một chút vấn đề về vé ấy mà. Các con lại kia nhé. Sẽ nhanh thôi. Anh làm ơn, có thể giảm giá không? Bọn trẻ nhà tôi háo hức quá. Nếu không được vào, chúng sẽ buồn biết mấy. Tôi thiếu mất 3 đô la. Không được đâu. Giá vé đã được quy định rồi. Anh làm ơn đi. Chúng tôi từ xa tới. Tôi nói không được là không được. Xin ông đừng làm mất thời gian của chúng tôi nữa. Nào, mọi người tiếp theo. Chú ơi, chú đánh rơi tiền này. 5 đô la ư? Nó không phải. Nó không phải của ai khác, mà chính là của chú đó. Chúc gia đình chú xem xiếc vui vẻ nha. Cảm ơn cậu bé tốt bụng. Cảm ơn cháu. Thơm, tại sao con làm vậy? Con không muốn vào xem xiếc nữa sao? Dạ, hy vọng lần sau đoàn xiếc lại về. Ôi con trai, cha rất tự hào về con. Con xứng đáng được thưởng một vé vào rạp xem xiếc đấy. Ba, con cảm ơn ba. Điều không thể. Đàn cừu của ta ngày càng lớn. Vụ này chắc sẽ thu hoạch lớn đây. Con vật bé nhỏ tội nghiệp, làm sao mà mày ra nông nỗi này? Sói con, đi nhặt quả bóng về đây nào. Mày mãi chơi quá đấy. Chào ông Jack. Chuẩn bị xén lông cừu chưa vậy? Một tuần nữa tôi sẽ đánh xe qua thu mua nhé. Ừ, sẵn sàng hết rồi. Năm nay trang trại tôi toàn lông cừu thượng hạng nhé. Tốt rồi. Tôi có nhầm không? Sao lại có một con sói ở kia? À, con sói con này, ngày trước khi tôi bắt gặp, nó bị thương khá nặng. Tôi không nỡ bỏ nó chết. Giờ nó đã lành vết thương nên để nuôi luôn. Ồ, ông thật tốt bụng đấy Chát ạ. Nhưng tôi nghĩ nên thả nó về rừng đi.
bản chất loài sói vốn hung dữ, không thích hợp để nuôi trong nhà đâu. Không lo đâu, con sói này tôi nuôi đã lâu và thuần hóa rồi. Nó còn giúp tôi trông giữ nhà cửa đấy. Năm nay xén lông cừu, nhất định phải nhờ cậu Bill đến giúp mới được. Một mình làm không xuể được. 1, 2, 3, 41, 42. Quái lạ, sao mình đếm đến lần thứ 3 rồi vẫn thiếu một con cừu nhỉ? 1, 2, 3, 39, 40. Không thể thế được, cứ mỗi ngày lại mất thêm một con cừu. Chắc chắn là có trộm rồi. Mình phải rình bắt bằng được tên trộm khốn kiếp này mới được. Đúng là có trộm thật rồi. Trời ơi, là con sói. Thật quá đáng. Mình mang nó về chăm sóc, nuôi nấng. Hóa ra đây là cách nó trả ơn mình đây. Đúng là sói vẫn hoàng sói. Đúng là lông cừu của nhà ông năm nay rất tốt. Mà lần trước tôi thấy ông nuôi một con sói mà. Sao hôm nay không thấy nó đâu? Cậu nói đúng. Sói vốn là loại hung dữ và hoang dã, không thích hợp để nuôi trong nhà. Tôi đã cảnh cáo ông rồi. Làm việc thiện thì cũng tùy đối tượng. Thực tế cũng cho ông thấy đấy. Bản chất của kẻ xấu thì khó mà thay đổi được. Đúng vậy. Cũng may tôi đã phát hiện ra sớm. Không thì cả đàn cừu của tôi lần lượt chui vào bụng nó hết. Tờ giấy được giấu kín. Hương ơi, có điểm thi đại học rồi đấy, con đã biết chưa? Dạ. Cái mai con bác Thanh nhận được thông báo điểm thi đại học rồi đấy, con đã nhận được chưa? Con... Điểm cũng khá, thế nào, đỗ không con? Con trượt rồi, năm nay trường lấy điểm cao hơn năm ngoái. Là thật sao? Mẹ có ăn hết cháo không bố? Trời nóng quá nên mẹ con ăn kém hơn, dỗ mãi mới ăn được lưng bát. Thôi ăn cơm đi con, nguội hết cả rồi. Vâng ạ. Không đổ thì ôn thi tiếp. Con đừng buồn, nhìn con buồn bố cũng nản lắm. Con hết buồn rồi, bố đừng lo. Ừ, cố mà ôn để sang năm thi lại con ạ. Bố à, sang tháng con muốn lên thành phố phụ giúp dì Hoa bán hàng. Cũng được con ạ. Cảm ơn anh, lần sau anh lại ghé cửa hàng nhé. Ơ, bố. Tại sao con lại nói dối bố? Con... Tại sao con lại nói dối bố chuyện con đỗ đại học? Tại sao con lại tự hủy đi ước mơ của mình? Bố ơi, làm thế nào mà con có thể đi học được khi mẹ đang bệnh? Làm thế nào mà con có thể để bố một mình vật lộn, để vừa chăm mẹ vừa nuôi con học đại học? Con rất mong được vào đại học, nhưng lúc này con cần phải làm những việc quan trọng hơn. Con đã xin bảo lưu kết quả, đợi đến khi mẹ khỏi bệnh thì con sẽ đi học lại mà. Bố ơi, bố đừng giận con. Con làm vậy chỉ vì đi sau các bạn vài bước thôi. Con có từ bỏ ước mơ của mình đâu ạ. Con gái ngốc, dù là lý do gì thì con cũng phải nói thật với bố chứ.
xin lỗi. Từ giờ con sẽ không nói dối bố nữa. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.